Hồng Vân và Quỳnh Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thưa quý vị, đây là số đặc biệt dành cho quân nhân của quân đội nhân dân Việt Nam. Và bây giờ thì Quỳnh Linh và Hồng Vân mời quý vị chúng ta hãy gặp mặt cặp đôi đầu tiên. Người yêu lý tưởng của con thì về ngoại hình là chiều cao là từ 1m75 trở lên. Tại con cao cỡ 1m65 mà con đi dạy là con mang về cao quá thì con cũng gần 1m7 luôn. Con có hay nóng giận hoặc là ghen tuông gì không? Con chưa yêu bao giờ thì con không biết là con có ghen hay không. Mời đàn trai. Hi, chào chú bộ đội. Xin mời đàn gái. Bây giờ bên đàn trai đàn gái đã có mặt sân khấu rồi. Em trai giới thiệu về mình đi. Dạ, trước tiên xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Chào bạn nữ bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hôm nay. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Trung, năm nay em 28 tuổi, quê em ở Thái Bình. Nhà em hiện tại đang ở Đắk Lắk, đang công tác tại Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3. Hiện nay em làm chức vụ gì trong đó? Hiện nay em vẫn đang làm trung đội trưởng. Quân hàm của mình là? Dạ, thượng úy ạ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi con, cho anh trung đội trưởng ảnh nghe. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân. Chào quý khán giả đang có mặt tại trường quay và quý khán giả theo dõi truyền hình. Chào bạn Nam. Tên đầy đủ của con là Hờ Lê Na Nie, con là người Ế Đê. 22 tuổi, quê em ở Đắk Lắk, đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, mới có 22 tuổi thôi Linh à. Trời ơi, còn nhỏ chút xíu. Nhỏ lắm. Bên đây cũng còn nhỏ, 28. Em trai, em có những cái ưu khuyết điểm gì giới thiệu cho bên kia nghe đi. Đối với ưu điểm thì em là người hiền, dễ gần. Em không biết uống rượu, ít đi chơi. Thứ hai nữa là người cũng hay trầm tính, cũng không hay nóng tính lắm. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi con. Con thì ưu điểm của con là hát tốt và yêu trẻ con, thích đọc sách. Yeah. Con có khuyết điểm gì? Khuyết điểm của con là hậu đậu. Hậu đậu. Mùa đường. Con có hay nóng giận hoặc là ghen tuông gì không? Con chưa yêu bao giờ nên con không biết là con có ghen hay không. Rồi, em trai em có mấy mối tình rồi? Dạ, trước đây em trải qua một mối tình. Một mối tình đó, lâu không? Dạ, cách đây cũng 4 năm là thời em mới ra trường. Yêu nhau bao lâu? Dạ, yêu nhau được 5 rưỡi ạ. Tình trường hai bạn thì cũng mới thôi, không có gì hết. Bây giờ bên đàn gái nè, mình muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, thưa chú là người yêu lý tưởng của con thì về ngoại hình là chiều cao là từ 1m75 trở lên. 75 trở lên được hả? Dạ, tại con cao cỡ 1m65 mà con đi dạy là con mang giày cao gót thì con cũng gần 1m7 rồi. Yeah. Em trai cao mét mấy? Dạ, em cao 1m73. Thiếu 2 phân không sao hết, đi giày động 2 phân đúng trong rồi. Cái ngày lễ thành hôn là rồi. Được rồi. Còn gì nữa con? Dạ, về ngoại hình là chỉ như vậy, còn về tính cách thì con thích người điềm đạm, bao dung và chân thành. Con có thích bạn trai có một khuôn mặt đẹp trai không? Con chỉ quan tâm chiều cao thôi, còn khuôn mặt thì sao cũng được. Vậy hả? Mặt bên sao đây cũng vừa được. Có vừa chiều cao mà vừa có sự đẹp trai nữa. Thế còn bên đàn trai hình mẫu lý tưởng của mình như thế nào? Mẫu bạn gái lý tưởng thì có vẻ bề ngoài thì vừa nhìn. Có răng khẩn để có nụ má đồng tiền thì càng tốt ạ. Để qua coi bên đàn gái có má lúc đồng tiền không nha. Chào đàn gái. Cũng có nhỏ nhỏ chút xíu. Mắt to, mặt xinh, tóc đen như gỗ mun. Cái bạn này là lạ, người ta ở trên đó là cái da người ta ngâm đen, có mình bạn này da trắng à. Không, nói chung là đàn trai qua thấy đàn gái hơi bị ưng đó nha. Hơi bị được á, tôi nói cho ông biết, tôi hơi bị ưng đó nha. Tay tôi nè, tay tôi ạ, tôi nghĩ. Đàn trai cũng mắt cũng đẹp lắm à, lông mi dài sọc luôn á. Cái cặp này mà lấy nhau là xanh con là đẹp lắm luôn à. Trời ơi, cái chú bên đây đó, cái lỗ mũi chú cao mà có đôi mắt của chú cũng to, da của chú ngăm đen. Chính là chú này giống người miền núi hơn là cô này. Người ta bộ đội. Dạ em là đơn vị đóng quân ở Tây Nguyên mà. Tây Nguyên mà. Nó giỡn vậy thôi nhưng mà tôi cũng ưng ạ. Mắt đàn trai cũng đẹp, bên đàn gái cũng xinh. Hợp tình hợp lý. Bây giờ mình hỏi coi gia đình hai bên góp ý để thế nào mà thôi. Mình dành cái thời gian đúng cho rồi. Các bạn tìm hiểu nhau nhiều hơn. Đúng rồi. Rồi, con đi với ai?
Dạ, con đi với bạn thân của con. Dạ, lời đầu tiên thì con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và tất cả các khán giả đang trong trường quay cũng như là đang xem qua màn ảnh nhỏ. Dạ, con là bạn thân ở đại học của Lena. Theo mình nhận xét á, thì anh bên đây là do đang hơi căng thẳng chút xíu thôi, nhưng mà cảm thấy là anh cũng khá là chân thật và nghiêm túc và chín chắn của đặc trưng của người bộ nội. Với lại Na không thích uống rượu thì anh không có uống rượu là một ưu điểm rất là tốt, và anh không có tức giận là chắc là sẽ là bao dung cho cái sự hơi vướng bệnh của Na chút xíu. Thành ra con nghĩ là có vẻ là cũng sẽ hợp với bạn Na. Nào, con thấy anh đẹp trai không? Dạ, theo gu của con thì đẹp, còn theo Na thì không biết, tại nhiều khi Na gu lạ lắm. Na gu lạ hả? Rồi để ngồi coi gu của Na làm sao. Còn em dạ, hôm nay để về chương trình thì có cấp trên của em. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, xin kính chào quý vị khán giả, chào bạn Lena. Tôi là Nguyễn Văn Giáp, là chính trị viên phó tiểu đoàn của đồng chí Trung. Vâng, nói về đồng chí Trung thì là một con người nhiệt tình, trách nhiệm và rất tình cảm. Cái thuận lợi thứ hai nữa là đồng chí Trung hiện tại là công tác ở Đắk Lắk, ở ELEO, và hiện tại nhà của đồng chí Trung là cũng đang ở Đắk Lắk. Là một điều hết sức thuận lợi cho hai bạn. Qua nghe bạn nói chuyện thì bạn rất dễ thương và rất dễ gần. Thì mong sao hai bạn cho nhau một cơ hội để tiến đến một cái gì đó nó cao hơn và xa hơn. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình Giáp. Rồi, mở rào thôi. Mở rào. Rồi đó, hai bạn trẻ nói chuyện đi. Không gian này là của các bạn đó. Chào anh. Anh chào em. Để chương trình anh có món quà tặng em. À, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Anh cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Cái này là em tự viết thư pháp rồi em tặng chữ an cho anh. Cũng mong muốn anh có một cái cuộc sống luôn luôn được bình an, hạnh phúc. Anh cảm ơn. Còn ý nghĩa em tặng cái món quà kia em làm thế nào, em nói cho bạn gái biết luôn đi. Rồi, rồi viên đạn này là đặc trưng của bên quân đội em ạ. Trái đó. Tim nữa. Rồi có nhiều đạn nữa, đạn lớn có, đạn nhỏ có. Muốn đạn nào có đạn đó. Bây giờ mình giao lưu, mình hát bài cho nó không khí đó đi. Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay thì con muốn tặng cho những quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như là bạn và cô chú một bài hát bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của con. Cái bài đó tên là Clay Mị Ma Khắp, có nghĩa là điều ba mẹ yêu. Nội dung của nó là nói về tình cảm của ba mẹ dành cho con cái, mong con cái mình có một cuộc sống tốt. Và trong bài hát nó cũng gửi gắm cái lời cảm ơn của đứa con dành cho cha mẹ của mình. Naka tum lai khap mi ma sa plu kan tum thao nga klai ter nga rai ba klai khap mi ma prong lam ti tui thao ka klai khap mi sae no krong nge dap klai khap ma sae nak nea kuim dae mi ma tu klai na plet lan kan tum nga rai. Ngọt ngào đó, hả? Bây giờ hai bạn cảm nhận về nhau thế nào lần đầu tiên gặp mặt đó? Dạ, đối với em thì cảm nhận bạn gái bên kia là rất là xinh xắn. Thứ hai nữa là cao, đúng với mẫu người lý tưởng của em ạ. Với lại thứ hai nữa là cũng mang đặc trưng của người Tây Nguyên. Em rất thích những người hát Tây Nguyên, kể cả bạn trai, bạn gái. Là thứ hai nữa là nhìn bạn gái bên kia cũng rất là tươi. Em nhìn tươi không cần tưới đúng không? Dạ. Còn bạn gái, bạn dạ, cảm nhận thế nào về chàng trai này? Nhìn anh Trung thì em thấy hiền, có hơi rụt rè chút xíu, nhưng mà cũng khá là giống với hình mẫu mà con muốn. Cho anh hỏi, nếu mà sau này về, nếu mà công tác, em có công tác về chỗ nhà Đắk Lắk? Em thì mong muốn là sẽ về quê để dạy học. Thì anh năm nay cũng 28 rồi, chúng ta có thể tiến xa hơn, có thể là 1 năm hoặc 2 năm. Nếu được thì khoảng 2 năm. 2 năm là tròn 30. Như cái phong tục người Ê Đê đó là có gái đi cưới con trai hay con trai cưới con gái? Dạ, theo phong tục của dân tộc con thì là con gái cưới con trai. À, con gái cưới con trai khỏe là khỏe, khỏe khỏi lo gì hết. Sinh lễ con thường á là tối thiểu là mấy cặp trâu?
Con thấy chị con cưới thì hình như là có một con trâu, một con heo, tiền vàng, ý là đi cưới chồng á. Đàn gái đem quà đúng không? Dạ đúng rồi. Ý là đàn, đó là đàn trai yêu cầu bao nhiêu đó. Thôi yêu cầu hai con trâu, hai con heo, hai con bò, lâu lâu mới được lên lần đêm. Trời ơi, đó giờ bạn mới hò gần như cặp đôi đầu tiên bên đàn gái đi họ đi cưới đàn trai đó. Đồ em. Dạ, đối với em thì cũng không cần yêu cầu gì nhiều ạ. Không cần, người ta đi tới mà mình nhận đi chứ. Không có nhận đâu có yêu được. Tiền đàn gái đi khoảng nhiêu? Con cũng không rõ nữa, cũng tùy nhà trai à. Có nhà trai thì là 30, có nhà thì 50. 50 triệu á hả? Trời ngon ta. Nhà trai có quyền đề nghị. Cầm đi. Lên chút xíu thôi. Mà thí dụ như trong trường hợp mà nhà trai đề nghị ngược lại thì sao? Có nghĩa là bây giờ để cưới cô gái này, nhà trai sẽ tặng cho nhà gái là bao nhiêu đó thì là có được không? Không có lực đó, con? Không có lực đó. Có bị trái phong tục không con? Trái. Trái phong tục. Con nói đi, dạ, ví dụ như không sao ạ. À. Không sao, được nhận đúng không? Dạ được. Ai nói không sao, trời phong tục nó phải ngược lại được đâu. Tham quá, ông tham quá. Phải tham mà cái luật lệ người ta rồi. Nè, nhà trai mà hốt được cô này là lời dữ lắm thôi, rồi. Thôi có nhiều nhận nhiều, 50 với con heo với con bò với trâu đúng không? Và nếu mà mình nhận tiền đấy sau này cũng là của hai đứa cả. Của hai đứa luôn mà. Trời tôi mừng quá, đàn ông đi qua gọi là được cưới đó thì đàn ông đem theo gì con? Mang cái thân theo thôi. Cái thân thôi chứ chưa. Bán thân đó. Ý phải. Chứ đem, còn gì nữa. Đem thân qua thôi. Thì đang vậy đó, bán thân. Đâu bán nhưng thân mà... người ta cưới. Giờ chị hỏi nè, ví dụ đi trong đầu em giống như là hoặc là trong đầu của ba mẹ em vậy, khi mà em lấy được một người vợ thì ba mẹ sẽ cho cái người vợ hoặc là cho con của mình đó là bao nhiêu? Cho miếng đất nào không hay là? Dạ do bên em là con út trong gia đình. Con út trong dạ. Giờ có sẵn gì chị rồi? Dạ có rẫy có nhà rồi. Hai đứa lấy nhau là được cặp trâu với 50 triệu bên đàn gái được. Ai đăng ký lấy vợ đề gặp tôi nha. Khỏe re. Có 50 trai, con bò con heo. Nhưng bầy gà muốn đòi nhiêu được nhiêu. Trời khỏe quá ta. Không vậy được ha, cái cặp này vậy là này chưa đó. Gì là có của dữ lắm rồi đó. Của rồi, bên đàn trai của bên đàn gái đó. Bây giờ á là em muốn nói điều gì trong tận trái tim của mình với cô gái đối diện đi. Sau đó mình tiến hành, mình bấm nút thôi. Chứ giờ đúng mình rồi. Lo. Tôi đang chờ vụ heo với bò xong hết rồi. Được hết rồi. Sau này nếu mà hai đứa có ý định tiến xa hơn thì em xin hứa thì sau này sẽ chăm sóc và sẽ đùm bọc bạn gái nghe. Lena nói gì đi, tiến xa hơn em sẽ cưới anh. Nói đúng thủ tục người ED đi. Nếu được thì em sẽ đi cưới anh. Trời ơi. Anh cảm ơn em. Phải câu này nhất luôn. Nếu được em cưới anh thì anh cũng sẵn sàng cưới em. Rồi về chỗ đi. Chúng ta để tay vào nút bấm nha, quyết định nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 và 1. Hết thời gian. Trời ơi. Lo dữ hết trời. Hai. Chúc mừng hai đứa. Rồi tay coi như là rung hết trơn. Bây giờ nắm tay thật sự nè. Nào, bây giờ xin phép thủ trưởng gia đình đi. Cho mình hôn bằng cái đi. Dạ em xin phép bên đơn vị xin phép gia đình và xin phép toàn trường quay ngày hôm nay cho em xin phép được. Xin phép toàn thể nhân loại cho tôi đặt cái hôn đầu đời trên cái gò má của bạn gái tôi. Ủa phong tục người ED là... mình đi cưới chồng mình hôn đi. Đúng rồi đó. Cỡ quá đi. Mình hôn người đi. Người ED nói là em yêu anh là nói tiếng ED nói sao? Câu khắp y. Khắp hợp y. Thôi ông nói tiếng Kinh đi. Thôi anh yêu em yêu anh nói đại giờ mệt quá. Rồi đó nè, rồi chủ động đi nè. Bắt đầu nè. Đẹp quá, cưng quá thiệt á. Cặp đôi này dễ thương lắm á nha. Đi nha, lẹ lẹ nha. Yeah. Có gì rủ tụi anh lên đó nha. Dạ dạ. Tại yêu nhau thì buông thuộc, có thuộc bài đó không? Dạ yeah, thuộc. Thôi hát thử rồi, 2, 3. Tại yêu nhau thì buông thuộc. Rồi, đây là chiếc vé xem phim gửi tặng cho các bạn cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Các bạn nhận được một món quà dễ thương từ mạng xã hội Mocha. Đó là cặp áo màu tím mang thông điệp gắn bó dài lâu. Các bạn hãy gọi điện nhắn tin để cùng thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha.
Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù xa cách mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Dễ thương quá à. Không lẽ tôi đứng tôi cưới luôn cặp này luôn á? Cái gì? Làm sao ông cưới luôn cặp này hả? Tôi đứng tôi cưới cho cặp này. À thì ông phải nói rõ chứ, ông cưới luôn cặp này là ông là phân nửa đó, lưỡng tính đó. Đi hung cái nữa thôi, kệ. Lại cơ hội làm luôn. Con gái vô, mạnh lên. Đó, trời ơi. Rồi đi đi, dắt tay đi. Dễ thương quá à. Trời ơi, cặp nó dễ thương thiệt luôn á. Cặp này mà sanh con là con đẹp lắm nha Linh. Hy vọng rằng tất cả mọi điều tốt lành sẽ đến với cặp đôi đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Em thì không có mạo hình lý tưởng, bên ngoài dễ nhìn là được. Cao hơn em. Về tính cách thì trưởng thành, nhân đảm. Hồi nãy giờ em cũng nghe là chia sẻ của bạn trai thì em cũng cần sự chín chắn, trưởng thành hơn, năng động hơn để có thể là bảo vệ cho em, tại vì tính em cũng là hơi rụt rè. Bây giờ xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, mời đàn gái giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân ạ, anh Quyền Linh cùng với bạn trai bên kia. Dạ, em tên là Quách Thị Thanh Nga, năm nay em 29 tuổi, quê ở Huế ạ. Em làm điều dưỡng tại Bệnh viện Thống Nhất. Rồi, mời chàng trai. Chào MC Quyền Linh, chào MC Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và chào toàn thể mọi người trong trường quay. Tôi tên là Phạm Vinh, chính trị viên phó đại đội 11, tiểu đoàn 9, trung đoàn 66. Huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk. Mình quê gốc là ở Huế. Bây giờ bên đàn gái cho biết một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của em thì hiền lành, vui vẻ, biết làm việc nhà, nấu ăn được, chăm sóc được cho người khác. Đối tượng mà em chăm sóc thường là những người... Người lớn tuổi. Cái điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em thì có hơi rụt rè. Có nóng giận không? Dạ không, thứ nhất là do cái tính của em, cái sự chịu đựng đó em cũng lớn. Thứ hai là liên quan đến cái nghề nghiệp của em, cần phải sự nhẹ nhàng, biết lắng nghe. Như vậy có nghĩa là nếu mà ai mà lấy được em á, thì là rất là may mắn. Khi nào mà được ở gần em á, đều thấy cái sự yên ổn, bình yên, đúng không? Nói cho bà mối biết là ưu khuyết điểm của em đi. Nói tiếng Huế đi. Về ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng. Ngoài ra thì biết chiều chuộng, yêu thương một người con gái, cũng biết lắng nghe. Thôi nói tiếng Nam đi cho khỏe đi. Dạ, đối với lại khuyết điểm của em thì rụt rè, hơi nhút nhát trong chuyện tình cảm. Có mấy mối tình rồi? Với em thì đã trải qua một mối tình cách đây 4 năm, thời đại học. Quen mấy năm mà chia tay 4 năm nay rồi? Quen cũng 1 năm mà. Để hỏi bạn bên đây, còn em có mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng có một mối tình, cũng là gọi là tìm hiểu. Và qua một thời gian thì tình yêu nó chưa đủ lớn. Thứ hai là không có sự cái quan tâm cho nhau lắm, nên hai đứa chia tay. Chia tay lâu chưa cưng? Dạ được hơn 1 năm rồi. Nói chung là hai bên thì cũng có một mối tình giống như nhau, nhưng mà cũng trắc trở, chưa có nợ với nhau. Bây giờ hy vọng mối tình này mình sẽ nợ với nhau luôn nha. Thì hy vọng đó, nhưng mà với điều kiện là Vinh phải hoạt bát lên một chút, phải tạo được cái niềm tin cho cái người phụ nữ ở bên đây á, là đây là một cái điểm tựa vững vàng của mình. Bây giờ các bạn đã có một cái điểm gần nhau, đó là cùng quê ở Huế rồi. Bây giờ em nghĩ về cái người bạn bên cạnh á, sẽ là bao nhiêu phần trăm so với cái mẫu phụ nữ mà em nghĩ trong trong đầu? Thì em nghĩ bạn nữ bên cạnh đáp ứng được 80% so với lại yêu cầu của em. Chưa gặp mà tính 80% rồi đó hả? Tại vì người ta nghe nãy giờ mấy cái nói về bản thân đó à, thì người ta cảm nhận là được 80% vậy rồi. Vậy khỏi gặp, bấm nút luôn đi. 80% là tôi bấm nút rồi đó. Còn em thì sao? Dạ, hồi nãy giờ em cũng nghe là chia sẻ của bạn trai thì em cũng cần một sự chín chắn, trưởng thành hơn, năng động hơn để có thể là bảo vệ cho em, tại vì tính em cũng là hơi rụt rè. Em có cái mẫu hình lý tưởng nào về cái người con trai, người bạn trai của em không? Dạ, em thì không có mẫu hình lý tưởng, bên ngoài dễ nhìn là được. Cao hơn em. Cao hơn em thì là bao nhiêu? Em tầm 1.5m. 1.5m thì là anh đến là 1.6m là được đúng không? Dạ, 1.6m, 1.65m là được. Về tính cách thì trưởng thành, nhân đảm,
Sau khi mà có gia đình thì có thể là biết là quan tâm chăm sóc cho gia đình nhiều hơn. Em cảm nhận bạn bên đây là có được bao nhiêu phần trăm mà cái yêu cầu của em? Người ta bên đó là nói bên đây là tới 80% đó, còn em thì bao nhiêu? Em thấp hơn một chút xíu, chắc là khoảng 60%. Coi mắt bạn gái xíu coi áo tím như thế nào, màu tím trung tình. Ông thấy áo dài tím là ông đã thấy thích rồi đó. Đúng rồi. Nói thiệt luôn á, đây này đó. Ồ, tím riệm luôn ha. Tím riệm mà rất là bạn gái. Có một cái điều gì đó nó rất là ẩn chứa nha, cái người con gái này rất là duyên dáng. Tím thủy chung, tím cả đời chờ. Trời, dễ thương quá. Em không thích điều gì ở đàn ông? À, em không thích là hút thuốc. À, đừng có đầu hỏi. Quá trời này, tóc. Này nó chỉa không rồi nó hỏi. Rồi không thích gì nữa? Uống rượu bia nhưng mà phải biết dừng đúng lúc. Mẫu hình lý tưởng của bạn trai như thế nào? Thì mọi người lý tưởng của em là một người phụ nữ ngoại hình dễ nhìn, biết quan tâm, đồng cảm với em trong mọi việc, đảm đang một tí thao tác để có thể chăm lo cho gia đình. Rồi. Coi như bên đây là tôi thấy là đúng là 80% là chính xác luôn á, là đúng nghề của người ta luôn á, sẵn sàng làm dâu luôn. Làm dâu trăm họ còn được mà làm dâu một thì gia đình đâu ăn thua gì đâu. Rồi, được đó. Bây giờ mình hỏi người thân của coi sao. Nhà gái đi với ai? Dạ hôm nay em có đi với những anh chị đồng nghiệp của em ạ. Dạ lần đầu tiên cho em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng bạn bên cạnh và tất cả các khán giả có mặt trong trường quay cũng như đang xem đài. Về Nga thì Nga là một cô gái là hiền hòa, nhẹ nhàng và vô cùng tinh tế. Còn em có vài lời nhận xét bạn bên cạnh là bạn này bên cạnh thì có một vẻ điềm đạm, chín chắn và có một cái gì đó nhìn nó trưởng thành. Về nhìn chung thì em thấy hai bạn có vẻ hợp. Em cũng điều dưỡng Bệnh viện Thống Nhất luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Trời, điều dưỡng Thống Nhất, Bệnh viện Thống Nhất đẹp, xinh quá vậy trời. Mình xinh quá, em có gia đình chưa? Dạ em có gia đình rồi ạ. Trời ơi. Phải mà nói chưa một cái là lần sau mong gặp em ở chương trình này. Thống Nhất còn nhiều, bác sĩ cũng dễ thương, điều dưỡng cũng dễ thương, lãnh đạo cũng dễ thương, phục vụ bệnh nhân tận tình luôn. Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở ngã tư Bảy Hiền. Ông vô chưa? Vô hoài. Đúng không? Dạ em gặp anh Vinh Lợi. Chú đội đi với ai? Cùng đi với em là thủ trưởng đơn vị. Kính thưa chú Quyền Linh, cô Hồng Vân, kính thưa quý vị khán giả. Đối với đặc điểm của đơn vị là đơn vị làm nhiệm vụ là sẵn sàng chiến đấu. Cả đơn vị chỉ có một cô công nhân viên là nữ, còn lại 100% là nam. Gặp các bạn nữ thì tâm lý chung của anh em đơn vị là một chút bối rối. Nhưng thực tế trong công việc thì đồng chí Vinh là một người trách nhiệm, kiên quyết và rất chững chạc. Đối với bạn nữ ở bên này thì qua nghe bạn nói chuyện thì có một cái đó rất là Huế, rất thơ mộng. Thì cũng mong sao là bạn này thông cảm cho những cái hoàn cảnh, cái đặc điểm của anh em chúng tôi. Thì mong sao qua cuộc nói chuyện lần này hai bạn sẽ hiểu nhau hơn, mở lòng ra và tiến xa hơn. Cảm ơn thủ trưởng. Rồi bây giờ mở rào đi nha. Hai bên gặp mặt thôi. Mở rào. Tìm nhà anh có món quà nhỏ tặng em. Thì em cảm ơn ạ. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có một món quà tặng anh, đó là cuốn sách với lại là một hộp khẩu trang ạ. Anh là có thể là bảo vệ cho sức khỏe mình ạ, của mọi người xung quanh ạ. Trời ơi, ngay thời điểm này cái đó là quý hơn vàng đó nghe. Khẩu trang nhớ tặng tôi mấy cái nha. Chị thấy hai đứa nên nói tiếng Huế với nhau đi để trở lại gốc gác của mình đi. Nói đi, từ hai đứa nói từ hiệu nhau được rồi, chả cần ai nghe câu chuyện của mình cả. Em cảm giác anh như thế nào? Dạ thì mỗi lần đầu gặp mặt thì em cũng thấy anh trưởng thành, cũng nói chung những người mà công tác trong ngành quân đội thì em cũng rất thích về cái sự kỷ cương nề nếp. Em có nét nhẹ nhàng dịu dàng của người con gái Huế, đặc biệt là đến với chương trình ngày hôm nay em lại rất là xinh đẹp. Dạ cảm ơn. Rồi hai đứa về ghế ngồi nói chuyện đi. Em có cái bài hát Huế nào không? Em hát một cái đi coi nha. Dạ hôm nay đi với chương trình em cũng xin hát một đoạn ngắn trong bài hát quê hương ba miền ạ. Đến Huế rồi thăm dòng sông Hương, đường qua ví da chờ đóng ba người bình, thăm lăng di tích thăm thiên mộ, tông thể chậm vai nghiêng nón qua trang tiền. Trời ơi, em hát hay quá à.
Anh thì giọng không được hay cho lắm. Dạ. Nhưng mà cũng đáp lại em với bài hát là Huế Thương. Hát đi. Trở lại Huế Thương, lần theo ấn tình cầu hát, tìm người con gái dáng đứng mộng mơ, sống hướng nước chảy tìm rắn được chứ, em cháu nọn lùa vòng tay đợi chờ. Tròn cái nha. Dạ. Cảm ơn nha, tròn cái. Ông lấy rồi mới xin mà ông. Xin rồi hồi nó không cho, hôm nay mua không có. Rồi hai đứa nói chuyện nhau đi nè. Vậy cho em hỏi là anh đi vào trong này Đắk Lắk, anh công tác Đắk Lắk được lâu chưa ạ? Mình công tác cũng gần được một năm rồi. Hiện tại gia đình của anh là vẫn đang sống ở Huế. Gia đình thì chuyển vào trong thành phố Buôn Ma Thuột sống cũng được một thời gian. Thì nếu mà sau này á mình có thể là mình tiến xa hơn thì em có phải về ở cái chỗ đơn vị của anh công tác để làm hay là? Đối với lại công tác thì anh chỉ cần cái gọi là thuận tiện nhất cho công tác của cả hai. Còn trong việc nhà, nếu những lúc em mệt hay những lúc em cảm giác muốn đi chơi cùng bạn bè, anh có thể đảm nhiệm hết cho em. Bây giờ á, Vinh nói một câu gì với lại Nga đi. Qua cuộc nói chuyện là mình suy nghĩ gì về Nga, mình mong muốn cái gì ở Nga ha. Nghĩ sao nói vậy? Nga ơi, dạ. Thì đến với chương trình này thì cũng mong em cho một cơ hội để được tìm hiểu, tiến tới xa hơn một bước nữa. Dạ thì đến với chương trình thì em cũng có mong muốn là cũng tạo cho mình một cơ hội, và nếu được thì cũng có thể tiến xa hơn. Rồi, hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm. Hãy quyết định khi con tim mình rung động. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 3 2 1 Xứng quá, nắm xứng chặt tay nhau. Cảm giác Vinh thế nào Vinh? Dạ, đến thời điểm bây giờ vẫn còn rung à. Rất là rung à. À, còn Nga? Ngồi dưới thì rất rung nhưng mà lên đây em thấy không còn rung nữa. Cái nụ cười của Vinh thân thiện quá mà, người rất là tin tưởng. Bây giờ Vinh xin phép gia đình của Nga, gia đình hai bên, thủ trưởng mình với mọi người cho hôn Nga cái đầu tiên đi. Thì bây giờ xin phép gia đình hai bên cùng mọi người xin phép hôn Nga một nụ hôn đầu tiên. Gì sao cứ trên không vậy? Đoạn giữa, xuống giữa, xuống giữa. Linh không dễ sợ lắm. Không, nói chung là anh muốn hai đứa gọi là có những cái cảm giác rất là ấn tượng trong ngày hôm nay nha. Món quà của các bạn là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đến đó xem phim, nói chuyện với nhau, yêu nhau nhiều hơn. Các bạn nhận được một món quà dễ thương từ mạng xã hội Mocha, đó là cặp áo màu tím mang thông điệp gắn bó dài lâu. Các bạn hãy gọi điện nhắn tin để cùng thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù xa cách mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Ra đường đeo khẩu trang vô cho an toàn. Đeo vô. Đeo vô đi, đeo vô. Đeo vô. Dần đeo vô luôn. Hai đứa đi ra đường phải đeo khẩu trang. Ra về với tình yêu, với cái nút bấm, với món quà, hộp khẩu trang để lại. Rồi hai đứa đi đi. Trời ơi, quý lắm. Như vậy ta đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay với hai cặp đôi rất là dễ thương quý vị. Cầu chúc cho những điều may mắn và hạnh phúc đến với họ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đây là số đặc biệt dành cho quân nhân quân đội nhân Việt Nam. Và chương trình được phát sóng trên Đài Quốc phòng Việt Nam vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy hàng tuần. Và bây giờ thì Huyền Linh và Hồng Vân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
làm được những công việc nhà này, có thể làm hơn cả phụ nữ đấy ra, làm hơn cả phụ nữ đấy ra. Em cao bao mấy? Gần 2 mét à? Trời ơi. Thấy cái yêu cầu của bạn đó thì mình được bao nhiêu? Chả được điểm nào. Chết rồi. Chả được điểm nào. Chết rồi. Không được điểm nào luôn. Bạn trai là cao trên mấy 65 với lại cái bụng hơi bự bự. Gian à, nói nghe canh à. Chiếu 2 phần á. Thấy chưa? Chiếu 2 phần á. Thấy chưa? Gặp lại vào lúc 15 giờ 20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.